Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Rồi các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái trường hợp đấu dây rất là thường gặp ha. Cái cách thực hiện của nó cũng rất là đơn giản luôn. Từ ở chỗ cái dây cái này nè các bạn. Mình đưa hai cái kèm ra ha. Mình tước nó đi một cái đoạn dây cho nó lòi cái phần dây đồng ra một quãng ha. Rồi, sau đó bạn đưa cái cây kèm cắt vô, mình kéo nó ra là cắt từ 2 đến 3 cái 3 sợi cái dây dây cáp 7 sợi của nó ha. Rồi, khi mà mình cắt xong mình sẽ bẻ nó theo cái vuông góc như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ chuốt một cái đoạn dây điện để mà cần nối vô ha. Rồi cái phần mà dây cái phần mà cái vỏ dây này mình không có cần lấy nó ra luôn các bạn, mình cứ để nó vậy. Sau đó bạn mới quấn, mình dễ dàng mình sẽ quấn nó vô trong cái phần mà nó vuông góc đó các bạn. Sau khi mà mình quấn nó đầy rồi đó thì các bạn mới bẻ nó thẳng lại, trả nó về vị trí cũ rồi ha. Rồi mình sẽ nối bằng keo, dán bằng keo lại. Còn thưa các bạn, đây là cái cách thứ hai mà nếu mà mình không muốn áp dụng cái cách thứ nhất thì mình có thể áp dụng cái cách thứ hai như thế này. Từ cái dây cái này mình cũng tẻ nó ra một cái tách cái phần nhựa của cái dây điện ra ha. Ở trên cái dây tẻ này mình cũng tuốt ra một cái dây điện đầu. Sau đó mình bẻ nó thành cái móc ha. Rồi các bạn móc nó vô. Rồi đó là mình sử dụng cái cây kèm bằng xoắn nó theo chiều kim đồng hồ. Khi mà xoắn nó chặt rồi đó các bạn thì mình cũng sẽ cho nó nằm thẳng đường chụp với lại cái dây điện cái ha. Rồi mình lại cũng có dán bằng keo lại. Thưa các bạn, trên đây là mình giới thiệu với các bạn hai cái trường hợp mà đấu tẻ dây thường rất là thường gặp ha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.